Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng Anh Quốc hội đàm tại Tòa Bạch Ốc, tin từ Hoa Thịnh Đốn. Theo dự trù, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama và Thủ tướng Anh Quốc ông David Cameron sẽ tập trung vào tình hình Syria trong cuộc họp ngày hôm nay tại Hoa Thịnh Đốn. Chuyến viếng thăm của Thủ tướng Cameron đến Hoa Thịnh Đốn diễn ra tiếp theo sau cuộc hội đàm của ông ta với Tổng thống Nga ông Vladimir Putin để thảo luận về một cuộc chuyển giao chính trị nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh ở Syria. Hoa Kỳ và Nga muốn tổ chức một hội nghị quốc tế ở Geneva để tạo áp lực đối với Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad và phe nổi dậy muốn chấm dứt chế độ của ông al-Assad phải tiến hành đàm phán hòa bình. Chính phủ Syria không đáp lại yêu cầu đó và nhóm đối lập chính ở Syria đòi hỏi rằng bất cứ thỏa thuận nào cũng không cho phép ông al-Assad tiếp tục nắm giữ quyền lực. Các giới chức của Tòa Bạch Ốc cho biết, ông Obama và ông Cameron cũng sẽ thảo luận về cuộc họp của nhóm 8 quốc gia giàu nhất thế giới, gọi tắt là nhóm G8, sẽ diễn ra vào tháng tới ở Bắc Ái Nhĩ Lan, cùng với vấn đề thương mại và chống khủng bố. Ông Cameron cũng sẽ họp với cơ quan điều tra liên bang FBI và đi thăm Boston để xem Anh Quốc có thể học hỏi được gì từ cách đối phó của Hoa Kỳ trong vụ đánh bom cuộc chạy đua Marathon ở Boston vào hồi tháng trước. Chuyến viếng thăm 3 ngày của ông Cameron sẽ kết thúc sau chặng dừng chân tại New York, nơi mà theo dự trù, ông sẽ tham gia các cuộc thảo luận về mục tiêu phát triển toàn cầu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Cameron đến Hoa Kỳ kể từ khi ông Obama tái đắc cử tổng thống vào nhiệm kỳ thứ hai vào năm ngoái.